Hello anh em nhé, chúng ta sẽ lại tiếp tục từ chỗ câu 25 của đề cương Lương Ngọc Quyến nha anh em nhé. Người ta bảo mình là có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m rồi để một cái hàm chỉ được đối là có 5 điểm cực trị rồi. Cái dạng này thì cái chuyện đối thì nó sẽ có ba cái dạng chính. Đây là cái dạng đầu tiên nha mọi người nha. Cái dạng đầu tiên, cái công thức tính cái số lượng cực trị của cái con chuyện đối này thì anh cũng đã cung cấp cho mọi người rồi. Đấy, mọi người có thể xem lại trong lý thuyết ấy, thì chắc là cũng sẽ có thôi. Đấy nha. Rồi, đây. Mọi người nhớ lại qua cái lý thuyết một chút, tức là nếu mà ban đầu người ta cho mình cái hàm số y bằng fx nhá, được chưa? Đấy nhá, cái hàm số này y bằng fx nhá, y bằng fx có a cực trị và b nghiệm, được chưa? Nếu mà cái hàm số y bằng fx có a cực trị và b nghiệm thì được chưa? Đấy. Thì cái hàm số y bằng trị tuyệt đối của fx nha, y bằng trị đối của fx thì nó sẽ có là a cộng b cực trị, được chưa? A cộng b cực trị đó, a cộng b cực trị nha. Và lúc này thì cái số lượng cực trị cũ và cực trị mới thì nó sẽ thay đổi như thế nào? Thì cái cực trị cũ ấy, cái cực trị cũ nó chính là vẫn là cái con a này thôi nhé, cực trị cũ nó vẫn là con a này thì nó không hề thay đổi. Thì lúc đấy cái lượng cực trị mới nó được tạo thành ấy là cái b này nha mọi người nha, là cái b này, nó là do số nghiệm này thôi, được chưa? Đây thì anh vẽ qua ví dụ cho mọi người một một con nhé. Ví dụ anh có một cái hàm số bậc 3 như thế này chẳng hạn này. Đó. Ví dụ anh có một cái hàm số bậc 3. Được chưa? Ví dụ anh có một hàm số bậc 3. Thế thì lúc đầu con này nó sẽ có cực trị thứ nhất ở cái chỗ này và cực trị thứ hai ở cái chỗ này, đúng không? Đấy. Rồi, đấy thì bây giờ chúng ta mà đánh cái trị tuyệt đối vào nhé thì chúng ta thu được cái hàm như sau này. Chúng ta sẽ lấy đối xứng cái nhánh dưới lên trên này. Đó, đã bỏ cái nhánh dưới đi. Bỏ đi. Rồi chúng ta lại lấy đối xứng cái nhánh dưới lên trên. Đó, chúng ta bỏ cái nhánh dưới đi. Đó, như vậy nhá. Thế thì lúc đấy cái cực trị màu đỏ đỏ ở chỗ dưới này mọi người này, chỗ dưới này thì nó sẽ được lộn lên trên. Đó, như vậy cái số lượng cực trị là a ở đây này. Đấy, thì nó vẫn đang là 2, đúng không? Nó vẫn đang là 2. Nhưng ngoài ra nó sẽ có thêm những cái cực trị mới. Đó là những cái chỗ này. Chỗ này, này, chỗ này và chỗ này. Thì mọi người thấy rằng nó sẽ có ba con màu vàng là ba con cực tiểu, đúng không? Ba con cực tiểu. Ba con màu vàng này thì ba con màu vàng nó chính là cái số lượng nghiệm của cái thằng ban đầu, đúng không? Cái thằng ban đầu là cái đường màu đen này, mọi người nhìn thấy màu đen đó, nó đi lên đi xuống rồi đi lên, đúng không? Như vậy nó cắt vào cái trục Ox nằm ngang ngay tại ba vị trí, đúng không? Tức là ba điểm này, được chưa? Thì lúc sau thì chúng ta sẽ phải cộng thêm cái số lượng nghiệm nhé cho con này nữa. Đấy. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu giải ở cái chỗ câu 25 nhá, câu 25. Thế thì câu 25 này anh sẽ viết lại cái hàm số này của mình một chút nhá. Cái hàm số này của mình nó là y bằng gì đây? Y bằng trị tuyệt đối của x xì mũ 3 trừ đi 3 x xì bình phương cộng với m, đúng không? Cộng với m. Rồi, thế thì bây giờ anh sẽ viết thành như thế này. Nó thành cái phương trình hoành độ giao điểm cho mọi người xem. Nó là x mũ 3 trừ đi 3 x xì bình phương trừ đi trừ m. Đó, trừ đối lại, được chưa? Và anh sẽ đặt cái thằng này, đặt cái thằng lõi bên trong này này, đó là cái con fx, và anh đi khảo sát cái con fx này thôi nhá, được chưa? Thế thì lúc này là cái số lượng nghiệm, cái gọi là số lượng gì nhỉ, số lượng cực trị đi, số lượng cực trị nha, số lượng cực trị của hàm số, được chưa? Thì nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là số cực trị của y bằng fx nha, của y bằng fx cộng với nha, cộng với số nghiệm nha, cộng với số nghiệm của cái phương trình hoành độ giao điểm. Đó là cái phương trình gì? Đó là fx, đúng không? Fx trừ đi trừ m đó, ok chưa? Đấy. Rồi ta đưa về mình phương trình hoành độ giao điểm nhé, được chưa? Đấy, được chưa? Giống hệt cái lý thuyết ở trên này, đúng không? Đấy. Nếu y bằng fx có a cực trị và b nghiệm thì lúc này y bằng trừ fx có a cộng b cực trị. Trong cái tình huống này thì mọi người phải hiểu là y bằng fx ở bên trên ấy, mọi người hiểu là y bằng fx trừ 0 nha mọi người nhá, bởi vì là
nghiệm thì nó chính là giao điểm với trục Ox mà, đúng không? Như vậy là cái chỗ này mọi người phải hiểu là y bằng Fx trừ 0, thì mọi người áp vào cái lý thuyết bên dưới thì mọi người mới có thể hình dung được. Đấy nha. Thế đầu tiên thì chúng ta sẽ xem là cái cực trị của con y bằng Fx như thế nào, đúng không? Mọi người chỉ cần lấy máy tính thôi, đúng không? Bấm mod 9 2 3 đấy, nhập cái hệ số vào đây giúp anh nhé. 1 này trừ 3 này, đúng không? Rồi à. Rồi đấy. Thế thì anh vẽ lại cái bảng biến thiên một chút nhé, hoặc là vẽ lại cái đồ thị một chút cho mọi người xem. X một bằng 3 này, x hai bằng 0 này, rồi cực đại là tại x bằng 0, cực đại x bằng 0, y bằng 0, rồi cực tiểu là x bằng 2, y bằng âm 4. Rồi ok đấy nha. Ok, vẽ đây là cái trục y này, được chưa? Đây là cái trục x này. Rồi, ok nha. Ở đây con này nó có cái nghiệm là bằng bao nhiêu? X bằng 3 và x bằng 0, đúng không? Như vậy anh sẽ đánh dấu cái điểm nghiệm nha. Là x bằng 0 này, x bằng 3 này. Rồi, ok, đây là hai vị trí nghiệm này. Cực đại là x thì bằng 0, y bằng 0, đúng không? X bằng 0, y bằng 0. Thế còn cực tiểu là x bằng 2, y bằng âm 4. Rồi, x bằng 2, y bằng âm 4. X bằng 2, y bằng âm 4 nè. Ồ, cái âm 4 nó tít dưới này cơ các ông ạ. Đấy, âm 4 nó tít dưới. Rồi, ok, để anh vẽ qua cái đồ thị một chút nha. Nó sẽ hơi xấu một chút, thì mọi người thông cảm nha. Đây, trông nó sẽ như thế này này. Thì cái con này nó chính là con y bằng fx, được chưa mọi người? Y bằng fx nha mọi người. Thì lúc này chúng ta sẽ có cái thằng âm 4 nó tít dưới chỗ này đó, mọi người nhìn thấy chưa? Đó, đây là 2 đúng không? Ok, 1 này đấy, trừ 1, trừ 2, trừ 3. Đó, cơ bản là đồ thị của con y bằng fx như thế này. Thì bắt đầu mọi người thấy rằng là cái số lượng cực trị của y bằng fx ở cái khung màu vàng thứ nhất nhé mọi người nhé, thì là nó sẽ có hai, đúng không? Một cực đại và một cực tiểu, đúng không? Như vậy con này nó sẽ có hai. Rồi, thế còn cái số nghiệm của cái phương trình là fx, không, trừ đi trừ m, đúng không? Thế thì fx của mình là chính là cái đường màu xanh. Thế bây giờ chúng ta phải kẻ cái đường trừ m nó cắt ngang thôi, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta cần là mấy cực trị đây? Rồi, cần 5 điểm cực trị đúng không? Đây, người ta yêu cầu mình là cần 5 điểm cực trị, mọi người đọc có thấy không? Cần 5 điểm cực trị. Như vậy để cần 5 điểm cực trị thì cái thằng đằng sau này này, cái thằng đằng sau này nó phải là 3, đúng không mọi người? Để cho 2 cộng với 3 thì bằng 5, đúng không? Nghĩa là cái thằng trừ m này này nó phải cắt cái thằng fx màu xanh này tại tại ba vị trí, đúng không? Lúc đấy mọi người chỉ cần kẻ cái thằng trừ m ấy nó nằm ngang nha. Đây ở cái chỗ giữa giữa này chẳng hạn này. Đấy, được chưa? Mọi người kẻ vào đây nha. Đó là y thì nó bằng là trừ m. Đó. Thế nhưng mà người ta yêu cầu mình là gì? Yêu cầu là số nguyên thôi đúng không? Nên chúng ta sẽ cắt được vào cái dòng này. Không, dòng này là đi qua chỗ trừ 3 này, dòng này qua chỗ trừ 2 và dòng này đi qua chỗ trừ 1 đúng không? Như vậy có tất cả là 3 dòng để mọi người cắt. Như vậy là sẽ có 3 giá trị nhá. Đáp án đúng là ý B. Được chưa? Thế còn cụ thể mọi người muốn biết nó giá trị nào đúng không? Thì bắt đầu mọi người nhé. Mọi người xem này, cái dòng dòng trên cùng này là dòng trừ 1 đúng không? Như vậy mọi người có trừ m đúng không? Thì bằng trừ 1, vậy lúc đấy là m bằng 1. Đúng chưa? Cái dòng thứ hai mọi người có là bao nhiêu đây? À đây, mình hay là mình viết theo kiểu chặt khoảng đi cho lịch sự nhá, thì mình sẽ viết là yêu cầu bài toán đúng không? Đấy, yêu cầu bài toán thì nó sẽ tương đương với mình phải có là gì? Trừ 4 nhỏ hơn trừ m đúng không? Nhỏ hơn 0 đúng không? Trừ 4 nhỏ hơn trừ m nhỏ hơn 0. Như vậy tương đương mình sẽ có là gì? Tương đương là nhân cả ba con này với âm 1 thì bằng thức đủ chiều. Như vậy mình sẽ có 0 nhỏ hơn m nhỏ hơn 4 đúng không? Đấy, thì ở đây mình kết hợp thêm một cái điều kiện đó là gì? Là m thuộc z đúng không? M thuộc z, cho nên là lúc này thì m của mình nó sẽ thuộc vào những cái con là gì nào? Là 1 đúng không? 2 và 3. Đấy, có 3 giá trị nha mọi người. Đó, đấy là xong cái câu 25 nhá. Đó. 25 đáp án đúng là ý B nhé mọi người nhé, 3 giá trị. Rồi. Chúng ta sang cái câu 26. Rồi.
một cái hàm số bậc 3 nha, một cái hàm số bậc 3 có hai cái điểm cực trị, rồi tính cái tổng của a cộng b cộng c cộng d, a cộng b cộng c cộng d. Hoặc bài này khá là dễ thôi đúng không mọi người, chúng ta đưa về giải hệ phương trình thôi đúng chưa. Rồi cái bước đầu tiên là bản thân hai điểm cực trị nhé mọi người, nó phải thuộc vào hàm số đúng không, phải thuộc vào đồ thị hàm số. Thế do đó là gì, do đó chúng ta thay trực tiếp cái tọa độ vào nhá. Thì cái con đầu tiên này chúng ta đọc ngay x thì bằng âm 1 và y tương ứng nó bằng 18 đúng không. Vậy mọi người thay trực tiếp vào cái hàm số này của mình này, thì chúng ta có này, ví dụ anh thay cái chỗ đầu tiên thì là x thì mũ 3, tức là âm 1 tất cả mũ 3, thì âm 1 mũ tất cả mũ 3 thì nó thành là vẫn là âm 1 đúng không. Đấy còn âm 1 bình phương thì nó là dương 1 đấy đúng không, mình thay vào như vậy nhé. Thì mình thay cái điểm đầu tiên vào thì ta có là trừ a. Đây mình viết thế này đi. Do cái điểm trừ 1, 18 đúng không? Nó vẫn thuộc vào cái đồ thị hàm số. Nên lúc này chúng ta sẽ có là 18 bằng trừ a cộng b trừ c cộng d. Đúng chưa? Đấy, cái thằng thứ hai là do cái thằng gì nào? Do cái điểm có tọa độ là 3 âm 16 đúng không? 3 âm 16 đúng không? Vẫn thuộc vào đồ thị hàm số. Đồ thị hàm số. Nên lúc này chúng ta sẽ có là âm 16 bằng, rồi lúc này là x xì mũ 3 tức là 3 mũ 3, 3 mũ 3 lên tận 27a đúng không, 27a cộng với 9b cộng với 3c cộng với d. Rồi như vậy chúng ta đã xong được hai dòng rồi. Nào thế thì mọi người để ý tiếp, ở đây người ta cho mình hai cái điểm này là hai điểm cực trị. Thế thì điểm cực trị không, thì chúng ta thay vào đạo hàm, thay vào đạo hàm thì phải làm cho đạo hàm bằng không đúng không. Vậy chúng ta sẽ tiến hành đạo hàm cái hàm số này của mình ra. Chúng ta có cái y phẩy nó bằng là gì, 3ax thì bình phương cộng với 2bx cộng với c đúng không. Chúng ta sẽ thay vào đạo hàm và làm cho đạo hàm bằng không nhé, thay x thôi nha mọi người nhé. Đó đấy, đây bây giờ theo cái tính chất của cực trị này, cái tính chất của cực trị thế này chúng ta sẽ thu được thêm là gì nào, thu được thêm đó là 3a đúng không, 3a trừ 2b cộng với c nó phải bằng không đúng không. Và cái tiếp theo nữa là gì nào, 27a đúng không, 27a. Mọi người thay nhá, đây là cái này là 3 đúng không, mọi người thay vào đây là, đúng không, 3 bình là 9, 3 x 9 là 27 đúng không, như vậy là 27a, 27a cộng với lại 6b cộng với c thì nó cũng bằng không. Rồi lúc này thì chúng ta lấy máy tính bấm hẹ thôi nhá, lấy máy tính bấm hẹ thôi. Đây, 1 9 chọn hệ phương trình là dòng số 1, chọn 4 à, được chưa, nhập hệ số cho chính xác nhá. Dòng đầu tiên nhập là trừ 1 1 trừ 1 1 18. Dòng thứ hai 27 9 3 1 âm 16. Dòng thứ ba 3 trừ 2 1 0 0. Dòng cuối cùng 27 6 1 0 0 bằng. Rồi chúng ta có cái x nó chính là cái con a nhé mọi người nhé, y là b đúng không, z là c, hay t là d nhé, ta sẽ tô nhé mọi người nhé, sẽ tô đây mọi người bấm này, cái con x này mọi người sẽ tô vào a đấy. Rồi nó báo đã lưu vào A. Tương tự Y sẽ tô B. Đấy. Z sẽ tô C. Được chưa? T sẽ tô D. Rồi, chúng ta bấm mốt 1 để ra ngoài. Bây giờ lấy A cộng B nào, cộng C cộng với D. Đó, bằng. Rồi, lúc này nó ra cho mình bằng 1, được chưa mọi người? Thế thì chúng ta sẽ chọn đáp án là B nha mọi người nhé. Được chưa? Đó, vậy là xong cái câu 26 nha mọi người nhé. Đó, đưa về giải hệ phương trình thôi. B nhé mọi người nha. Rồi chúng ta lại tiếp tục ở chỗ câu 27 nhé mọi người nhé. Rồi ok, một cái con bậc 4. Đây nhưng con này không phải là bậc 4 trùng phương đâu nha mọi người. Đấy, con này không phải bậc 4 trùng phương. Đấy. Không phải bậc 4 trùng phương. Rồi vẫn phải đạo hàm nhé mọi người. Xong rồi lập bảng biến thiên thì mình mới tìm được mấy cái anh cực đại cực tiểu này. Đấy, mấy cái câu kiểu này nó hơi khó chịu. Người ta hỏi mình giá trị cực đại hay giá trị cực tiểu thì mình phải làm việc với y nhé mọi người nhé, y đấy, được chưa? Thì con này mình có cái tập xác định này là d con này bằng r vì nó là hàm đa thức này. Y phẩy của mình nó bằng bao nhiêu đây? 4 x xì mũ 3 này, bao nhiêu với 3 là chỗ này hết đúng không? Trừ đi 2 x xì bình phương trừ đi 2 x, đúng chưa? Trừ đi 2 x. Rồi bây giờ anh sẽ giải cái y phẩy bằng không nhé mọi người nhé. Y phẩy bằng không thì tương đương với, rồi tương đương với, rồi chúng ta sẽ bấm là 1 9 2 3. Chúng ta sẽ nhập cái hệ số vào nhé mọi người nhé. 4 này đúng không? Trừ 2 này, trừ 2 này. Rồi bằng.
Rồi, nhiệm của mình nó là 1 này, 1 phần 2 và 0. À, âm 1 phần 2, 1, âm 1 phần 2 và 0. Rồi, tương đương này. X xì của mình nó bằng 1, x xì của mình nó bằng âm 1 phần 2 và x xì của mình nó sẽ bằng 0 nhá. Rồi, chúng ta lập bảng biến thiên xuống bên dưới nhá mọi người nhá. Bảng biến thiên. Rồi, x này, chúng ta phải sắp xếp một tí nhá mọi người nhá. Âm vô cùng trước này, xong đến âm 1 phần 2 này, 0 này, 1 và cuối cùng là dương vô cùng. Y phẩy này và y này, các cái vị trí này thì nó bằng 0 nhá mọi người. Mọi người nhìn qua thì đạo hàm của mình là con bậc 3 mà có 3 nghiệm. Như vậy khi đi qua các nghiệm nó sẽ đổi dấu, mà hệ số cao nhất là hệ số dương này, thì chứng tỏ khoang cuối cùng phải là khoang dương. Dương âm à, xuống này, lên này, xuống này, lên này, được chưa? Rồi, bây giờ để tính được mấy cái giá trị này thì chúng ta phải nhập cái hàm ban đầu vào máy tính nhé. Xong bắt đầu chúng ta can mốt 1 nha, chúng ta sẽ nhập hàm vào đây. X xì mũ 4 trừ đi 2 phần 3 x xì mũ 3 rồi trừ đi x xì bình phương. Rồi, bắt đầu can nhé mọi người. Rồi, can đầu tiên tại cái vị trí là âm 1 phần 2 trước này. Âm 1 phần 2 bằng. Rồi, âm 5 phần 48 mọi người nhé. Âm 5 phần 48. 0 thì nó sẽ ra bằng 0 nhé mọi người nhé. Đây, đúng không? Cái can 0 nó ra bằng 0 này. Rồi, can tại 1 nhé mọi người. Can 1. Can 1 nó ra bằng âm 2 phần 3. Rồi, hai chỗ này nó chính là dương vô cùng. Đó, thế thì bây giờ dựa theo bảng biến thiên thì chúng ta đọc xem cái nào đúng nào. Hàm số có giá trị cực tiểu là 0, không đúng, 0 này là giá trị cực đại rồi này. Hàm số có hai giá trị cực tiểu là âm 2 phần 3 và âm 5 phần 48. Ok, chính xác, ý B nha. Chốt B nha mọi người. Hai giá trị cực tiểu, đó. Đọc vào dòng Y nhé nhà mình nha. Được chưa? Đó, xong 27 nha. Ý B. Rồi, chúng ta sang cái chỗ 28 nhé mọi người. Nó cho mình cái đạo hàm. Rồi, hỏi phát biểu nào đúng. Người ta hỏi về số lượng cực trị thì mọi người nhìn thấy là con f phẩy x này có một nghiệm bội chẵn thôi. À, một nghiệm bội chẵn đúng không? Có một nghiệm bội lẻ đúng không? Nhá, thì con này là nghiệm bội chẵn này. Nha. Chẵn thì mọi người làm gì? Chúng ta sẽ bỏ đi cho anh nhé, bỏ đi. Còn lẻ ở chỗ này thì chúng ta sẽ lấy nhé mọi người nhé. Lẻ thì lấy, như vậy con này có đúng một điểm cực trị thôi. Nhá, đúng một điểm cực trị. Đáp án đúng thì nó là ý cuối cùng nhé mọi người nhé. Đúng một điểm cực trị là ý D. Được chưa? Một điểm cực trị là ý D. Rồi câu 29 này, người ta hỏi mình là số lượng cực trị đúng không? Thì con này là có con đầu tiên là chẵn nhé mọi người nhé. Chẵn thì chúng ta bỏ này. Con tiếp theo là lẻ chúng ta lấy này. Con cuối cùng là lẻ chúng ta lấy. Như vậy con này có hai cực trị nhé. Được chưa? Ý B này. Đấy. Được chưa? Số lượng cực trị thì là bằng số lượng nghiệm bội lẻ nhé mọi người nhé. Nên xong câu 29. Chúng ta sang câu 30. Rồi nó cho mình một cái hàm số bậc 5. Rồi nó hỏi mình mệnh đề nào là mệnh đề đúng. Rồi mệnh đề là mệnh đề đúng. Rồi thế thì chúng ta lại đạo hàm nhé mọi người. Lại đạo hàm xong lấy dấu các thứ của đạo hàm thôi. Đấy. Đấy. Mấy câu kiểu này thì nó hơi khó chịu một tí nhưng mà vẫn phải làm mọi người ạ. Đề cương đúng không? Đề cương là học theo kiểu ném đá bụi rậm ấy. Đấy. Có nhầm còn hơn bỏ sót đúng không? Là chúng ta có cái y phẩy đó chính là bằng là x xì mũ 4 này. Đúng chưa? X xì mũ 4 cộng với lại 2x xì mũ 3 đúng không? Trừ đi 3x xì bình phương. Rồi thế bây giờ y phẩy bằng 0 thì tương đương. Tương đương. Rồi chúng ta sẽ lấy máy tính chúng ta bấm nha. 1 9 2 4. Rồi nhập hệ số vào đây. 1 này, 2 này, trừ 3 này. Rồi, bằng luôn. Nó cho chúng ta 1 0 âm 3. 1 0 và âm 3 nhé, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ có x thì bằng 1, x thì bằng 0 và x thì nó bằng âm 3. Rồi, x thì bằng 1, x bằng 0 và x bằng âm 3. Thế thì trong các cái nghiệm này thì không, nó là nghiệm kép bởi vì mọi người nhìn vào cái thằng cuối cùng này nó có x bình phương. Như vậy lúc chúng ta mà phân tích nhân tử ra thì chúng ta đặt x bình là nhân tử chung đúng không? Đó, thì cái x bình đấy nó sẽ có cái nghiệm là không, là nghiệm kép nha mọi người. Bây giờ anh lập bảng biến thiên này. Nha. X y phải và y âm vô cùng, được chưa? Âm 3 0 1 phải sắp xếp nha, dương vô cùng. Rồi, tại các cái vị trí này thì cái y phẩy của em nó sẽ bằng 0 nhé. Thì em nhìn vào cái thằng đạo hàm, cái hệ số cao nhất của đạo hàm là hệ số dương. Như vậy khoang cuối cùng chắc chắn là phải là dương rồi. Đánh dấu cộng cho anh nhé. Rồi, một là nghiệm đơn đổi dấu, không nghiệm kép giữ dấu này. Được chưa?
âm 3 là nghiệm đơn thì đổi dấu cho anh nha. Rồi bây giờ viết lên, xuống 1, xuống thông, lên. Rồi, như vậy hàm số đạt cực đại tại x thì bằng âm 3, đúng rồi. Đạt cực tiểu tại x thì bằng 1, đúng rồi, chính xác, đáp án đúng là ý A luôn. Được chưa, chốt A luôn. Thấy không, mọi người thấy chưa, đây là cực đại này, đúng không, còn đây là cực tiểu này. Đó, đúng chưa, 30A nhá. Rồi, chốt 30A. Rồi, chúng ta sang 31. Rồi, một cái hàm số bậc 3 nha, con này nhân tung ra là bậc 3 thôi. Người ta hỏi mình là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số thì nằm trên đường thẳng nào, đúng không? Rồi, ok. Đây, cái câu 31 thì mọi người có thể chủ động, mọi người khai triển ra nhé mọi người nhé. Mọi người khai triển ra. Đấy, khai triển ra xong bắt đầu chúng ta sẽ chúng ta sẽ được cái hàm số bậc 3, đúng không? Đấy thì lúc đấy thì chúng ta bấm máy tính thì nó ra cực trị, đúng chưa? Đấy. Hoặc là mọi người có thể làm dùng đạo hàm của u nhân v nhé, đạo hàm của u nhân v xong bắt đầu giải. Đấy, nhưng mà làm thế thì nó hơi củ chuối nên là anh sẽ giải theo kiểu nhân bung ra nhé, cho mọi người dễ hiểu. Thì cái này chúng ta sẽ có, đây anh nhân tung nhé, anh nhân bằng máy cho nó nhanh này. Chúng ta nhập hàm vào x trừ 1 này. Rồi, chúng ta sẽ nhân với lại x cộng 2. Rồi, bình phương. Rồi, mọi người can cho anh 1.000 này. Rồi, đó, nó sẽ ra như thế này. Rồi, chúng ta sẽ bấm nút Enter. Thì mọi người thấy đây nó được là 1 nhân với 10 mũ 9, đúng không? 1 nhân với 10 mũ 9 nó chính là 1x mũ 3, đúng không? Như vậy chúng ta có trừ đi x mũ 3. X mũ 3. Bấm bằng này, bấm Enter này. Rồi, 2,99 thì như vậy là xấp xỉ 3 đúng không? 10 mũ 6 là x thì bình phương, vậy là cộng với 3 x thì bình phương. Rồi, trừ 4 nhé mọi người. Trừ 4, chắc là hết rồi. Chúng ta can tại sinh nhật người yêu cũ vào chẳng hạn. Rồi, nó ra bằng 0. Như vậy cái hàm số này của mình thì nó sẽ được khai triển thành là x xỉ mũ 3 cộng 3 x bình phương trừ 4. Như vậy là chúng ta có y bằng x xỉ mũ 3, đúng không? Cộng 3 x xỉ bình phương trừ đi 4. Rồi lúc này chúng ta sẽ sử dụng máy tính, chúng ta bấm 1, 9, 2, 3. Rồi chúng ta nhập hệ số vào đây. 1, 3, 0, âm 4. Rồi chúng ta bỏ qua nghiệm lấy cực trị thôi nhé mọi người. Cực đại này, được chưa? Cực đại có tọa độ là âm 20, được chưa? Cực đại âm 20. Rồi cực đại âm 20. Cực tiểu 0, âm 4, được chưa? Cực tiểu tọa độ là 0, âm 4. Rồi, từ đó chúng ta sẽ suy ra cái trung điểm. Cái trung điểm của hai cái điểm là cực đại và cực tiểu nhá. Thì chúng ta lấy này, x cộng vào chia đôi nhá, trung điểm cộng vào chia đôi, x cộng vào chia đôi, y cộng vào chia đôi. Như vậy chúng ta có âm 2 cộng với 0 thì nó vẫn là âm 2, chúng ta chia đôi thì được âm 1. 0 cộng với âm 4 chỗ này thì là được âm 4, chia đôi thì được là âm 2. Như vậy là cái trung điểm nó sẽ có cái tọa độ là âm 1, âm 2. Thế thì âm 1, âm 2 nó sẽ thuộc vào cái anh nào? Thì mọi người thay vào các cái đáp án thôi. Ý A được không? 2 nhân với âm 1 trừ đi 2 cộng với 4 bằng 0, đúng không? Thế thì thuộc rồi. Đúng chưa? Chúng ta chọn ý A luôn nhé mọi người. Đúng chưa? Để biết nó có thuộc hay không ấy thì mọi người cũng có thể thử bằng máy tính như thế này này. Mốt 1 nhá. Chúng ta nhập vào đây cho anh này. 2x đúng không? 2x cộng với y này, đúng chưa? Rồi cộng với 4 nhá. Mọi người can cho anh này, nhập cho anh x thì bằng âm 1, đúng không? Y mọi người nhập cho anh là âm 2, đúng không? Cầm bằng thì mọi người thấy nó ra bằng 0 đúng không? Tức là bằng với cái vế phải này này. Là chính xác đúng không? Đó, thế là xong. Đó, câu 31 nha. Ý A. Rồi, xong 31. Rồi chúng ta lại tiếp tục ở câu 32 nhé mọi người nhé. Câu 32 người ta hỏi mình này, trong các cái hàm số sau thì hàm số nào có cực đại cực tiểu và x cực đại thì bé hơn x cực tiểu. Để cho x cực đại mà bé hơn x cực tiểu ấy thì cái đồ thị của mình cơ bản cái dáng nó phải như thế này, bậc 3 dáng nó như thế này. Như thế này. Đó, thì cái điểm này là điểm cực đại này, điểm này là điểm cực tiểu này. Thế thì do điểm cực đại nó nằm ở bên tay trái, thế thì lúc này chúng ta sẽ có cái thằng cha x cực đại nha, nó nằm ở bên tay trái, còn là x cực tiểu
mà bên tay phải nha mọi người nhé. Đó thì như vậy là y cực đại nó biến y cực tiểu được. Thế thì lúc này mọi người để ý là đuôi đồ thị ở trên cao, thế thì chắc chắn là loại A và C rồi đúng không? Đuôi đồ thị ở trên cao vậy chứng tỏ A dương mà, loại A và C vậy chỉ còn B và D thôi, lấy máy tính bấm là được đúng không mọi người? Lấy máy tính bấm nhé, 1923. Ờ, nhập cái hàm này vào này, ý B nhá, nhập trước này, 1 này trừ 2 này trừ 1 này, 1 này bằng, bỏ quan niệm nhé. Đây nó cho mình cực đại nhé, cực đại là bấm nút S sang D nhé mọi người, thì là được âm 0,21 này, âm 0,21. Cực tiểu mọi người bấm này 1,54 đúng không? Như mọi người thấy là x cực đại thì biến x cực tiểu chưa? Rồi đúng không? Phải chọn ý B thôi. Đấy. Ý D thì anh nghĩ là nó sẽ không có cực đại cực tiểu. Đấy. Bấm thử nhé. 2 này, trừ 1 này, 4 này, trừ 1 này, bằng. Rồi, bấm bằng tiếp này, không có cực đại cực tiểu nhé mọi người. Đó, như vậy là câu 32 tôi chọn ý B. Được chưa? Đó, lấy máy tính check. Rồi. Rồi chúng ta tiếp tục ở chỗ câu 33 nhé mọi người nhé. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho cái hàm số này của mình có 3 điểm cực trị. Rồi, đây không phải hàm số bậc 4 trùng phương nhé mọi người nhé. Ây da. Không bậc 4 trùng phương. Đấy. 3 điểm cực trị gì? 3 điểm cực trị. Bậc 4 mà có 3 điểm cực trị thì chứng tỏ là phương trình đạo hàm phải có 3 nghiệm phân biệt mọi người ạ. Rồi ok, thế thì mình cứ đạo hàm ra đã nha mọi người nhé. Chúng ta sẽ có cái y phẩy của con này nó bằng bao nhiêu đây? 4x xỉ mũ 3 này, đúng không? Cộng với 4 nhân với m cộng 2 nhân với x, nhân với x. Rồi, trừ đi 4 nhân với m cộng 3. Được chưa? 4 nhân m cộng 3. Thế thì như vậy là ta quan sát thấy rằng là cái con y phẩy này này có tổng các cái hệ số của nó bằng 0 đúng không? Tổng các hệ số bằng 0, như vậy chứng tỏ con này luôn luôn có một cái nghiệm là bằng 1 nhá mọi người nhé, là bằng 1. Thì mọi người check cái này rất là đơn giản thôi, mọi người nhớ là khi mọi người đi thi ý, mà làm việc với một cái con bậc 3 như thế này này thì bao giờ nó cũng sẽ có một nghiệm đặc biệt nhá mọi người nhé. Đấy, thế làm sao để chúng ta tìm được cái nghiệm đặc biệt đấy? Thì mọi người cho anh hai cái giá trị của m. Cho anh hai cái giá trị của m. Đó là m bằng 0 với m bằng 1 nha. Cho anh m bằng 0 với m bằng 1 nha, vào cái con đạo hàm này này. Với con đạo hàm này, sau đó là mọi người sẽ giải cái phương trình đạo hàm này bằng máy tính, thì lúc đấy mọi người sẽ tìm cho anh được cái điểm trùng nhau đấy nhá. Anh cho cái m bằng 0 đi nha, cái này là nháp thôi nha. M bằng 0 lúc đấy chúng ta sẽ có cái y phẩy của mình nó bằng này là 4x xì mũ 3 cộng với lại 8x xì đúng chưa, trừ đi 12. Rồi tiếp tục với m của mọi người mà bằng 1 thì lúc này mọi người sẽ có cái y phẩy nó bằng 4x xì mũ 3 đúng không? 1 với 2 cho là 3, 4 với 3 là 12, như vậy là cộng với 12xy. 1 với 3 là 4, trừ 4, 4 là 16 này, đúng không? Rồi, bây giờ mọi người sẽ lấy máy tính nhá. 1, 9, 2, 3. Rồi, nhập cho anh cái phần hệ số vào nhá. Cái dòng đầu tiên mọi người nhập cho anh là gì? 4 này, 0 này, 8 này, âm 12 này. Bấm bằng. Mọi người xem nghiệm nhá. 1. Rồi, nó chỉ có mỗi một nghiệm xy bằng 1 nhé mọi người nhá. Đó, mọi người thấy không? X chỉ bằng 1. Đó. Còn hai cái nghiệm còn lại là hai nghiệm phức nhé mọi người nhé. Dính với cái y là nghiệm phức này. Rồi chúng ta sang cái con thứ hai, mọi người nhập cho anh 4 0 12 âm 16 bấm bằng 1 này. Đó, lại nghiệm đẻo rồi đúng không? Đấy, mọi người thấy chưa? Như vậy x chỉ bằng 1. Như vậy trong cả hai cái tình huống này thì mọi người thấy nó đều có được cái chung x chỉ bằng 1. Vậy chúng ta kết luận được ngay cái thằng cha đạo hàm này này nó luôn luôn có một cái nghiệm x chỉ bằng 1 nhá. Bây giờ anh sẽ tiến hành anh chia đa thức để anh phân tích nhân tử nha mọi người nhé. Được chưa? Anh chia đa thức để anh phân tích nhân tử. Thì ở đây chúng ta đang có là gì đây? 4x xì mũ 3 này cộng với 4 nhân với m cộng 2 nhân với x xì trừ đi 4 nhân với m cộng 3. Đúng chưa? Và anh sẽ mang đi anh chia cho nha, anh mang đi anh chia cho cái x xì trừ 1 nhé. Vì nó có nghiệm là x bằng 1 mà, nên là phải chia cho x trừ 1. Rồi 4x xì mũ 3 mà chia cho x thì đã được 4x xì bình phương nhân ngược lên. 4x xì mũ 3 này nhân ngược lên tiếp trừ 4x xì bình phương đúng không? Trừ 4x xì bình phương. Đánh dấu trừ vào đây. Đó. Được chưa? Người ta trừ đi thì ta được là 4x xì bình phương, trừ của trừ thành cộng nhé. Cộng với 4 nhân với m cộng 2 nhân với x xì trừ đi 4 nhân với m cộng 3. Rồi,
4x thì bình phương mà chia cho cái thằng cha x ở cái chỗ này thì là ta được là cộng với 4x. Ta nhân ngược lên đó là 4x thì bình phương. Nhân ngược lên tiếp đó là trừ 4x, đúng không? Trừ đi 4x. Rồi, đánh dấu trừ đây. Trừ đi. Thằng đầu tiên thì nó sẽ hết nha mọi người. Thằng thứ hai này trừ của trừ 4 nó thành cộng 4, đúng không? Như vậy bên trên mình sẽ thu được là 4m. Chỗ này mình đang ban đầu thì mình đang được là 4 x 2 là bằng 8, 8x. 8x mà mình thêm 4x nữa thì như vậy là được cộng 12x nha mọi người nhé. Cộng với 12, được chưa? Tất cả x này trừ đi 4 nhân với m cộng 3. Rồi, mình chia tiếp. Đâu, 4m cộng 12 đấy. Không, x mà chia cho x cho này đúng không? Thì được là cộng với 4m cộng với 12. Đúng chưa? Để chúng ta nhân ngược lên thôi. Như vậy là 4m cộng với 12, đúng không? Nhân với x, đúng chưa? Rồi, trừ đi 4m cộng với 12. Rồi, đánh dấu trừ vào đây. Trừ thì lúc này nó sẽ bằng 0 đúng không mọi người? Đúng chưa? Vì cái con đầu tiên giống hệt nhau thì trừ đi nhau hết đúng không? Con này mọi người nhân tung ra thì thực chất nó cũng chính là trừ 4m trừ 12. Đúng không? Đấy, thì hai con này nó là trừ 4m trừ 12 trừ nhau hết nhé. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là gì? Cái con đạo hàm này này, lúc này nó sẽ được phân tích thành là x trừ 1 nha. Phân tích thành là x trừ 1 chỗ này này. X chỉ trừ 1 nhân với cái lượng ở ở đây đúng không? Đấy, cái thường ở cái chỗ này. Đúng chưa? Thế thì để cho cái hàm số này của mình nó có 3 điểm cực trị thì lúc này đạo hàm phải có 3 nghiệm phân biệt. Ba nghiệm phân biệt mà mọi người thấy rằng nó có một nghiệm bằng một rồi, thế thì hai nghiệm còn lại là của cái phương trình anh đóng khung này này, đóng khung này, hai nghiệm còn lại này phải là hai nghiệm phân biệt khác một nha mọi người nhé. Như vậy yêu cầu bài toán, được chưa? Yêu cầu bài toán nó sẽ tương đương với cái phương trình đó là 4x bình phương cộng với 4x cộng với 4x cộng với 4m cộng với 12. Con này phải có hai nghiệm phân biệt khác một, được chưa? Hai nghiệm phân biệt khác một, như vậy tương đương để cho nó có hai nghiệm phân biệt thì delta của nó phải lớn hơn hẳn không nha mọi người. Thì ta có này 4 bình đúng không, trừ đi 4 nhân với 4 nhân với 4m cộng với 12, con này phải lớn hơn hẳn không. Rồi thế còn để cho có cái nghiệm khác một, mọi người thay trực tiếp x thì bằng 1 vào đây, nó phải ra khác không. Như vậy mọi người có là 4 nhân với 1 bình cộng với 4 nhân với 1 cộng với 4m cộng với 12 nhá, con này cần phải khác không. Đó, như vậy ở cái dòng bên trên thì mọi người giải ra sẽ mất được bao nhiêu, thì là được là 4 bình là 16 này đúng không. Ui cái này to quá. Đó, 4 4 16 16 mà nhân với 4 là bằng 64 à, như vậy là trừ 64 mà đúng chưa. Rồi cái chỗ này là 4 4 16 16 nhân 12 bao nhiêu nhỉ, to quá, 44 nhé. Rồi 192, như vậy là trừ 192 phải lớn hơn 0. Rồi bên dưới thì mình có là bằng bao nhiêu đây, 4 này cộng 4 này cộng 4m cộng 12 nó phải khác không này, đúng chưa. Rồi bên trên thì mình sẽ thu được là trừ 64m. Rồi 16 mà trừ đi 192 thì được bao nhiêu ta, bấm lên nào, 16 trừ đi 192 bằng âm 176 này. Rồi, lớn hơn 0. Bên dưới mình thu được là 4m. 4 với 4 là bằng 8, đúng không? Như vậy là cộng với 20 à? Đúng không? Phải khác không? Rồi, như vậy bên trên thì mình chia xuống thôi nhé mọi người. Thì mình sẽ có là m của chúng ta. Cái này là m có hệ số âm. Hệ số âm thì chia xuống nó phải đủ chiều. Như vậy là đang là bên lớn hơn thì chuyển thành là bên nhỏ hơn. 16 phần 176 phần 64, bấm thử xem nào. Rồi là 11 phần 4, như vậy là âm 11 phần 4. Rồi, và chỗ này là m của chúng ta nó phải khác với lại âm 20 chia 4 là âm 5, đúng không? Đấy, âm 11 phần 4 thì được bao nhiêu? Âm 11 phần 4 thì là được âm 2,75, đúng không? Rồi, thì như vậy là chúng ta có đáp rồi. Rồi, ta chọn ý C nhé mọi người nhé. Ta chọn ý C, bởi vì là ở đây mình có một cái là m nó khác âm 5, đúng không? Khác âm 5 thì chúng ta sẽ lấy ở đây nhỏ hơn hẳn âm 5 và lớn hơn hẳn âm 5 thì như vậy nó sẽ khác được âm 5 nhé, ý C. Đó, xong câu 33 nhé nhà mình. Rồi, rồi 33 ý C này. Rồi chúng ta sang 34 nhé, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để cái hàm số này có 3 điểm cực trị nằm ở trên các trục tọa độ. Rồi
Có 34 này. Rồi con này là bậc 4 trùng phương nha mọi người. Bậc 4 trùng phương thì hiển nhiên mọi người sẽ có một điểm cực trị nằm ở một điểm cực trị nằm ở trên trục OI rồi, đúng không? Đấy, một điểm cực trị nằm trên trục OI. Con này thì nó là điểm cực đại nằm ở trên trục OI bởi vì hệ số cao nhất nhá, hệ số cao nhất của nó là bằng 1, đúng không? Hệ số cao nhất của nó bằng 1. Như vậy là con này cái dáng đồ thị nó đi như này này. Nha, cái dáng của nó sẽ phải đi như thế này. Mọi người nhìn thấy không? Đuôi đồ thị con này nó ở trên cao, đúng không? Đuôi đồ thị trên cao vì hệ số dương. Như vậy là chứng tỏ con này là có một điểm mà cực trị nằm trên OI rồi. Như vậy chứng tỏ hai điểm cực trị còn lại là phải nằm ở trên đâu đây? Nằm ở trên OX đúng không? Nằm ở trên OX thôi. Đúng chưa? Đấy, hai điểm cực tiểu đúng không? Đấy, hai điểm cực tiểu phải nằm ở trên OX. Rồi, chúng ta đạo hàm con này ra nhé mọi người. Thì y phải con này nó bằng là 4x xì mũ 3 này. Cộng với 4mx đúng không? Cộng với 4mx. Như vậy chúng ta có y phải bằng 0 thì tương đương chúng ta đặt là 4x ra ngoài. Thì lúc này trong ngoặc mình còn là x xì bình phương cộng với m. X xì bình phương cộng với m. Đúng chưa? X xì bình phương cộng với m. Ok. Nó bằng 0 đúng không? Như vậy tương đương là gì nào? Tương đương đó là x xì của chúng ta bằng 0 đúng không? Hoặc là x xì bình cộng với m nó phải bằng 0 đúng không? Rồi, như vậy là lúc đấy thì để cho cái hàm số này có 3 điểm cực trị. 3 điểm cực trị nhá. Thì cái phương trình đạo hàm bằng 0 này nó phải có 3 nghiệm phân biệt. Thế thì nó đã có một cái nghiệm x xì bằng 0 này rồi. Thì như vậy là cái phương trình thứ hai này này, cái phương trình này phải có 2 nghiệm phân biệt. Nhá mọi người, có 2 nghiệm phân biệt. Thế thì để cho nó có 2 nghiệm phân biệt ấy thì là cái m này của mọi người này nó cần phải nhỏ hơn 0 nhá. Cái m này của mọi người phải nhỏ hơn 0. Đấy. Hoặc là mọi người có thể nhầm ở bên trên chỗ này cũng được. Ở phương trình này có 3 điểm cực trị thì lúc này A và B nó phải cháy dấu nhé mọi người nhé. A và B cái gì đây, cô đang xếp hàng chờ lấy máu. Rồi ok, xin lỗi mọi người một chút nhé. Chỗ này anh nói tiếp này. Để cho hàm số này bậc 4 trùng phương mà có 3 điểm cực trị thì AB cháy dấu nhé mọi người nhé. AB cháy dấu thì có nghĩa là gì? A ở đây nó dương rồi. Nếu vào B nó phải âm đúng không? B của chúng ta là bằng 2M, vậy 2M nó âm khi nào? Khi mà âm nhé mọi người. Như vậy chúng ta có một cái điều kiện 3 điểm cực trị ở chỗ này là M của chúng ta nó phải nhỏ hơn 0 nhé. M nó phải nhỏ hơn 0. Rồi chúng ta lại tiếp tục ở đoạn này. Thì khi M nhỏ hơn 0 thì lúc này cái phương trình thứ hai này nó sẽ có hai cái nghiệm phân biệt khác không nhé mọi người nhé. Đấy, hai nghiệm phân biệt khác không. Đó thì lúc đấy là cái phương trình đạo hàm bằng không sẽ có đủ 3 nghiệm phân biệt. Rồi, thế bây giờ người ta yêu cầu là gì đây? Các cái điểm này cần nằm trên các trục tọa độ đúng không? Thế thì cái anh chàng ở bên trên này thì nằm trên rồi đúng không? Nó chính là điểm cực đại nhá. Vậy cái anh chàng bên dưới này chính là hai cái anh cực tiểu. Phải nằm ở trên OX. Được chưa? Nằm trên OX. Nằm trên OX thì lúc đấy là y của nó phải bằng không đúng không mọi người? Thế thì bây giờ mọi người giải cái con này ra thì mọi người sẽ thu được tiếp này. Mọi người nhìn qua nha. Cái phương trình thứ hai này này thì mọi người sẽ giải ra thì mọi người sẽ thu được đó là x thì nó bằng là gì đây? Cộng trừ căn m đúng không? Cộng trừ căn m. Đó, thì mọi người thay cái x bằng căn m thôi nhá, không cần thay trừ căn m đâu. Thay cái x bằng căn m vào chính cái hàm số này này thì lúc đấy mọi người sẽ thu được cái con y. Và cái y đấy là y của con gì? Y con cực tiểu. Và người ta yêu cầu là gì? Nằm trên trục tọa độ thì lúc đó là y của cực tiểu ở chỗ này này nó phải bằng 0 nhá mọi người nhá. Thôi đây anh sẽ thay vào này. Thì anh sẽ thu được này. Căn m tất cả mũ 4. Căn m tất cả mũ 4 cộng với 2m nhân với căn m tất cả bình phương cộng với 4. Lúc này con này nó phải bằng 0 nhá mọi người nhá. Được chưa? Đấy. Như vậy thì lúc này anh sẽ thu được cái phương trình thôi đúng không? Như vậy chỗ này ta được là gì? M bình phương đúng không? Đấy. Cộng với lại 2m bình phương cộng với 4 bằng 0 đúng không? Như vậy ta được là gì đây? 3m bình cộng với 4 bằng 0 à. Ồ thế thì phương trình này là phương trình gì rồi? Phương trình này là phương trình vô lý đúng không? Rồi phương trình này vô nghiệm. Phương trình này vô nghiệm rồi, chứng tỏ là không có giá trị nào của m. Đáp án đúng là ý cuối cùng nhé mọi người. Đó. Câu 34, đáp án đúng là ý D. Hết chưa? Rồi, ý D nhé, không có giá trị nào của m. Đó, như vậy là ta hoàn tất được cái trang số 4 nhé mọi người nhé.